Đây. Rất nhiều cái là át này, gọi là cầu dao cũng được, át cũng được, cóc cũng được, CB cũng đúng. Này. Lớn lắm đấy. 400A nha. Vào tổng xưởng lớn nha. Tổng xưởng lớn thì lắp rồi ok nha. Nhưng con này là bán cân nha. Chỉ bao sống này. Bán cân này. Bán 200.000 cân nha. Mua nhiều thì với cái giá có 120.000 cân thôi. Mua trọn là cứ 200.000 cân nha. Rất nhiều. Anh em cứ báo ấy đi. Báo là bao nhiêu A đây. Lấy bao nhiêu A này em sẽ lấy cho nha. Toàn 3 pha hết nha. 100A, 200A, 300A, 400A nha. 500A nha. Có hết nha. Rất nhiều. Mua cân thì giá rẻ. Ngoài này đây 150 một cân nha. Em rất nhiều át nha. Đó. Cả cái loại 40-50 cân này cũng có nha. 40-50 cân này 10 triệu một con này. 10 triệu một con. Bao sống rồi. Bao sống rồi. Còn đâu không có ấy gì hết ạ. 10 triệu một con. Quá nhiều. Nặng 40-50 cân một con. Chắc là tầm con nào nhẹ thì 30 cân. Khoan từ. Rồi anh em nào có nhu cầu thì cứ alo cho mình nha. Quá thoải mái này. Rồi xin chào anh em nhé. Mình xin kết thúc video sớm đi. Át thì rất nhiều nha.